Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại trở về với kênh Siêu Dinh nha mọi người. Hôm nay Siêu Dinh về cắt lúa nhà mẹ. Rất chi là đông người luôn mọi người nha. Đấy, rất nhiều người. Bây giờ Siêu Dinh sẽ quay cho mọi người xem.
Hey, 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 hey